Thức ăn tự nhiên là những thức ăn được tạo ra từ chính ao nuôi, là một phần của mạng lưới thức ăn trong hệ sinh thái dưới nước bao gồm tảo, tảo lục, tảo khuê, chùn chỉ, ốc gạo, cua bếp bồ đa, là nguồn thức ăn cần thiết cho sự phát triển của tôm trong giai đoạn đầu. Trong những năm đầu nuôi tôm, đất đai còn nhiều dinh dưỡng, nguồn nước chưa bị ô nhiễm là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thức ăn tự nhiên trong ao nuôi. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên năng suất và sản lượng cao. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm nuôi tôm, đất bị thoái hóa, bạc màu, môi trường nuôi ngày càng xấu đi và đặc biệt dưới sự biến đổi của khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường là một tác động rất lớn dẫn đến việc suy giảm của nguồn thức ăn tự nhiên. Khi nguồn thức ăn tự nhiên suy giảm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tôm chậm lớn. Vì vậy, những năm gần đây, năng suất sản lượng tôm ngày càng giảm sút. Trước tình hình đó, bà con cần có những giải pháp phù hợp để tăng được nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi. Hiện nay, Bình Minh có giải pháp mới hạt sinh học Phú Điền giúp bà con tạo được nguồn thức ăn tự nhiên mà không cần chuẩn bị phức tạp hay chi phí đầu tư cao. Hạt sinh học Phú Điền có thể bổ sung ngay từ đầu vụ và suốt quá trình nuôi để giữ ổn định nguồn thức ăn tự nhiên trong suốt quá trình nuôi. Hạt sinh học Phú Điền có chứa 3 thành phần chính bao gồm các vi sinh có lợi, chất dinh dưỡng hữu cơ và nấm men, có tác dụng kích thích tạo thức ăn tự nhiên, cua bếp đa, chùn chỉ, ốc gạo, ổn định màu nước. Các vi sinh vật có lợi trong hạt sinh học Phú Điền tiết ra các enzyme gây ức chế mầm bệnh, giải phóng các khí độc tồn lưu. Hơn thế nữa, sản phẩm này giúp cải tạo và phục hồi chức năng môi trường ao nuôi nghèo dinh dưỡng. Bình Minh tin hạt sinh học Phú Điền sẽ giúp bà con xua tan nỗi lo tôm to vượt khó. Chúc bà con có một vụ mùa thành công!